BKAV xin kính chào quý khách hàng. Trong video này, BKAV sẽ hướng dẫn quý khách hàng thao tác nộp tờ khai trên nền tảng thuế điện tử BKAV Tevan. Anh chị thao tác như sau. Trước tiên, anh chị truy cập và đăng nhập vào nền tảng BKAV Tevan theo đường dẫn van.bkav.com. Sau khi đăng nhập thành công, tại mục quản lý hồ sơ, anh chị bấm tạo hồ sơ mới. Nền tảng hiển thị giao diện tạo hồ sơ, anh chị bấm thêm tờ khai phụ lục và chọn tờ khai cần gửi có định dạng XML, được kết xuất từ phần mềm HTKK phiên bản mới nhất. Sau khi tờ khai được tải lên, nếu tờ khai không hợp lệ sẽ hiển thị trạng thái Not OK, anh chị kiểm tra lại tờ khai và tải lên nền tảng. Nếu tờ khai hợp lệ, nền tảng hiển thị trạng thái OK, anh chị bấm ghi lại và ký gửi để nộp tờ khai đến cơ quan thuế. Hiển thị cửa sổ nhập mã pin chữ ký số USB token, anh chị nhập mã pin chữ ký số. Bấm xác nhận. Sau khi ký gửi thành công, nền tảng hiển thị thông báo kết quả gửi tờ khai, trạng thái hiện tại là đang xử lý. Tờ khai sẽ được cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra và trả thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận trong một ngày làm việc. Anh chị có thể theo dõi trạng thái hồ sơ tại cột trạng thái và xem chi tiết lịch sử bằng cách bấm vào biểu tượng hình đồng hồ. Như vậy, anh chị đã hoàn thành thao tác gửi tờ khai trên nền tảng thuế điện tử BKAV Tevan. Trường hợp cần gửi tờ khai là phụ lục, anh chị xem hướng dẫn trên link tại phần mô tả phía dưới video. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.